Đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho thầy và trò nhà trường xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, từ xa xưa các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Vì thế, ngày hôm nay, trường Tiểu học Kỳ Ninh tổ chức chương trình lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Mở đầu cho chương trình lễ khai mạc hôm nay, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng với các tiết mục: bài ca Mái Trường, sáng tác Quang Thái; Nghề Giáo Tôi Yêu, sáng tác Bùi Anh Tú; Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác, sáng tác Mai Trâm; Múa Cờ Semaphore và Võ Cổ Truyền, Vươn Cao Việt Nam, sáng tác Lưu Hà An. Qua phần trình bày của cô giáo Thanh Xuân và các em học sinh trường Tiểu học Kỳ Ninh, trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem. Trường nên yêu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.